Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018, cùng số mốc 40 năm thành lập Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi, nơi đào tạo ra nhiều thế hệ học trò có chất lượng cho quê hương, đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phim tài liệu Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, 40 năm chặng đường phát triển. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn đóng trên địa bàn xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, được thành lập năm 1978 với tên gọi đầu tiên là trường cấp 3 vừa học vừa làm Ân Thi. Năm 1980, tỉnh Hải Hưng xóa bỏ mô hình trường vừa học vừa làm. Cùng với sự kiện huyện Ân Thi sáp nhập với huyện Kim Động thành huyện Kim Thi, trường được đổi tên là trường cấp 3 Kim Thi 1. Từ năm 1990, thực hiện chủ trương cải cách giáo dục, trường được sáp nhập với trường cấp 2 xã Hồ Tùng Mậu thành trường phổ thông cấp 2-3 Kim Thi 1. Năm 1997, cùng với sự kiện tái lập tỉnh Hưng Yên, trường đổi tên thành trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Để gắn ngôi trường với một danh nhân đất nước, một người con ưu tú của đất Hưng Yên, tháng 1 năm 2003, trường được đổi thành trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, một nhà chính trị văn võ song toàn quê ở thôn Thổ Hoàng, huyện Ân Thi. Ông là người học rộng tài cao, từ đi sứ Bắc, viết sử Nam, làm đến chức kinh sư Đại Doãn, trông coi mọi việc ở kinh thành Thăng Long dưới triều Trần thế kỷ thứ 14. Là trường khu vực đứng chân trên mảnh đất thuần nông, qua nhiều lần thay đổi và tên gọi khác nhau, đến hôm nay trường vừa tròn 40 năm thành lập. Từ khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ thầy trò nhà trường đã đoàn kết vươn lên, trở thành trường tiên tiến xuất sắc, là một trong lá cờ đầu của phong trào giáo dục tỉnh Hưng Yên. Đào tạo ra nhiều thế hệ học trò có chất lượng cho quê hương, đất nước. Năm 2011, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Thầy Nguyễn Văn Luân, nguyên hiệu trưởng đầu tiên của trường, nhớ lại, ngày đầu thành lập, trường chỉ có 17 cán bộ giáo viên, dạy 4 lớp với hơn 200 học sinh của 7 xã khu Nam, huyện Ân Thi, gồm Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân, Hồng Quang, Hạ Lễ, Tiền Phong, Đa Lộc và xã Nguyễn Trãi, học nhờ ở đình Đan Tràng của xã Hồng Vân. Khi về thành lập trường thì trong tay chúng tôi chỉ có một cái quyết định thôi. Còn ngoài ra thì không có một cái gì để mà nhất là về cái cơ sở vật chất nhà trường. Bởi vì lúc đó là cũng chưa có cái khu vực đất đai để mà làm nên cái trường này. Cho nên chính vì thế cho nên rằng là khi tuyển sinh xong thì cái năm đầu tiên là chúng tôi phải cho học sinh đi học nhờ ở Hồng Vân. Và đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân Hồng Vân đã nhường toàn bộ cơ sở vật chất, việc làm của Ủy ban nhân xã để mà dành riêng cho trường để mà tiến hành giảng dạy năm đầu tiên. Thế và đến năm thứ hai thì chúng tôi mới chuyển về đây. Đặc biệt ở cái trường này đấy thì chúng tôi có thể nói rằng là cái xã hội hóa giáo dục rất là cao. Bởi vì năm đó thì trên cái diện tích này hiện nay này thì như vậy là 7 xã đã đưa các cái nhân lực lên để mà vượt cái khu vực này trong vòng chỉ có 6 tháng thôi thì đã hoàn tất được cái mặt bằng. Thế mà vấn đề đặt ra thì lúc đó là nhà nước chưa có ngân sách để mà đầu tư xây dựng trường. Cho nên rằng là các xã các anh ấy là xin đăng ký với trường là mỗi xã sẽ xây một phòng học. Để như vậy là 7 xã chúng ta phấn đấu làm sao nó có 7 phòng học và một số phòng làm việc của giáo viên. Cho nên rằng đến năm học thứ hai thì trường đã chuyển về đây. Cơ ngơi có thể nói rằng là tương đối đàng hoàng, mà cái cơ ngơi này chính là do dân đầu tư. Cho nên rằng đây có thể nói rằng là để minh chứng rằng là trường của chúng ta đấy, trường hiện nay Nguyễn Trung Ngạn chúng ta đấy là luôn luôn gắn với dân. Ngoài cái việc học tập thì học sinh lại
phải lo hai cái việc, bởi vì trường vừa làm, cho nên là phải lo cái việc thứ nhất là nhà trường giao cho mỗi một ngày một học sinh là phải đóng 150 viên gạch mỗi một ngày. Thế và bên cạnh đó thì lại còn phải tranh thủ để cấy lúa, bởi vì lúc đó trường là cấy 8 mẫu ruộng khoán cho các lớp. Thế là vậy thì các em vừa học vừa làm là theo cái ý nghĩa như thế, phải tự túc được lương thực. Từ 4 lớp học với hơn 200 học sinh buổi ban đầu, với bao khó khăn thiếu thốn, đến hôm nay trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn đã có đội ngũ giáo viên với 59 thầy cô, 100% đều đạt chuẩn, trong đó có 13 người là thạc sĩ. Năm học 2018-2019, trường có 26 lớp với hơn 1.000 học sinh. Cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ thầy cô giáo, cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại. Hiện nay, trường được xây dựng trên diện tích 59.000 m², bao gồm các khối công trình như 28 phòng học kiên cố, 2 phòng máy vi tính, có đủ các phòng thí nghiệm, lý, hóa, sinh, phòng học ngoại ngữ, thư viện, phòng truyền thống. Các phòng học đều đạt chuẩn, có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt mát, phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng giáo dục thể chất cho học sinh như nhà thi đấu thể thao, bể bơi, hệ thống sân bóng đá, bãi tập đảm bảo tiêu chuẩn cũng đã được đầu tư xây dựng. Có được kết quả trong xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ thầy cô giáo như hôm nay, ngoài sự quan tâm chăm lo của cán bộ nhân dân 7 xã khu Nam, huyện Ân Thi, ngành giáo dục và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ không thể không nhắc tới công lao vất vả của những cán bộ quản lý. Đó là thầy Nguyễn Văn Luân, hiệu trưởng đầu tiên nhà trường từ năm 1978 đến năm 1987. Thầy Nguyễn Duyên Cơ, hiệu trưởng nhà trường từ năm 1987 đến năm 2006. Thầy Vũ Sĩ Hiến, quyền hiệu trưởng nhà trường từ năm 2006 đến năm 2009. Và thầy Lê Xuân Hoạch, hiệu trưởng nhà trường từ năm 2010 đến nay. Ban đầu trường là trường khu vực, nhưng mà chúng tôi đã xây dựng cho nhà trường về mặt chất lượng đạt được kết quả rất là khả quan. Đấy. Làm cho nhà trường từ một cái trường mà không ai biết đến ở một cái khu vực đồng trũng, nhưng mà hầu như là sau đó thì là một trong những cái trường vào loại có chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập vào loại nhất của tỉnh. Thí dụ có năm thi học sinh giỏi, chúng tôi chỉ kém trường thị xã Nghiên, còn lại là chất lượng vào loại số 2. Có năm thi học sinh giỏi về khu vực là trường chúng tôi vào loại số 1 của khu vực. Về thi tốt nghiệp cũng như là các hoạt động khác về mặt giáo dục thì đều thực hiện rất tốt. Cho nên nhiều năm liền trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, và rất nhiều thầy cô giáo đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi và sau này thì phát huy được tốt. Về phía học sinh thì các em vì học tốt cho nên là ra ngoài đời, các em đã trưởng thành rất nhanh. Những gian lao vất vả và tâm huyết trong sự nghiệp trồng người của các thế hệ thầy cô không chỉ xây đắp lên thành tích nhà trường trong chặng đường 40 năm qua, mà còn hằn sâu trong ký ức nhiều thế hệ học trò qua từng giai đoạn. Đó là thầy hiệu phó Chu Văn Sách, phong thái điềm đạm, giản dị. Là thầy Hoàng Nhàn, bí thư chi bộ, sông sáo, năng nổ. Thầy Lê Minh, thầy Nguyễn Quốc Việt, thầy Nguyễn Thanh Đào, thầy Nguyễn Xuân Thiêm, thầy Đoàn Đình Tuyên, thầy Vũ Xuân Hòe, thầy Nguyễn Văn Chú, thầy Mai Văn Ấn, thầy Đinh Nho Hanh, thầy Đỗ Đình Quyên, thầy Vũ Sĩ Hiến, thầy Nguyễn Văn Dụng, cô Phạm Minh Sáng, cô Vũ Thị Lý, v.v. Những người có kiến thức uyên thâm và hết mực thương yêu học trò. Chúng tôi giảng bài cho học sinh
trên cái bảng treo hai bên là hai cái đèn bão. Nhưng chất lượng phải nói rằng là ngay năm đầu chúng tôi đã cảm thấy rất yên tâm, bởi vì cái đội văn của trường vừa học vừa làm Ân Thi đi thi đã có một giải nhất của tỉnh Hà Hưng, lúc đó là 45 trường. Thế và đội của trường vừa học vừa làm xếp thứ 3. Có thầy giỏi, có trò ngoan, khóa học đầu tiên của nhà trường đã xuất hiện những học sinh tài năng. Đó là Nguyễn Trọng Hoàn, quê ở xã Hạ Lễ, học sinh giỏi văn quốc gia, nay là tiến sĩ văn khoa, đang công tác ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là Nguyễn Lan Anh, đạt giải quốc gia môn tiếng Pháp. Là Nguyễn Văn Cần, quê ở xã Đa Lộc, thi đại học lần đầu với số điểm cao được cử đi học nước ngoài. Cùng nhiều học sinh khóa đầu hiện đã trở thành những trí thức giỏi, những nhà quản lý, doanh nhân thành đạt, những nhà khoa học tài năng đang công tác ở nhiều lĩnh vực trên mọi miền đất nước. Nhớ ngày nào thầy trò cùng cuốc ruộng, cùng đào ao lấy đất đổ thành sân, mà hôm nay dưới nắng đẹp trời trong, ta lại trở về đây hội ngộ. Hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoàn, học trò giỏi văn năm xưa, trở về thăm lại trường cũ trong tâm trạng bồi hồi xúc động. Đã nhiều lần trở lại trường, nhưng bao giờ cũng trong một cái tâm thế rất là đặc biệt. Đó là một cái sự bồi hồi, đó là một cái nỗi nhớ rất là khó gọi tên. Trong đó là nỗi nhớ đặc biệt, trung tâm của các nỗi nhớ đó là khung cảnh của ngôi trường xưa, là các thầy, các cô, các bạn, đặc biệt là các thầy cô trong những năm tháng đầu tiên mà xây dựng ngôi trường này là vô cùng gian nan. Trở lại mái trường thân yêu năm xưa cùng các thầy cô giáo cũ, hôm nay có Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, hiện anh là Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an. Dù ở cương vị cao, trở thành trí thức có uy tín, được đi nhiều nước trên thế giới, song đối với anh, những năm tháng được học tập dưới mái trường cấp 3 Kim Thi 1 năm xưa vẫn là những kỷ niệm đẹp nhất. Có được cái thành quả như ngày hôm nay thì cũng phải nói là xin cảm ơn sự dạy dỗ, sự trang bị những cái kiến thức, những hành trang ban đầu của tất cả các thầy các cô trường phổ thông trung học Kim Thi 1 và bây giờ là trường phổ thông trung học Nguyễn Trung Ngạn. Và đặc biệt là sau cái thời gian mà rời ghế nhà trường học đại học, rồi là ở trên các cái cương vị công tác khác nhau, thì mình cũng luôn luôn nhận được cái sự theo dõi, động viên của các bạn bè và của các thầy các cô. Cái đấy là cũng cái động lực để cho mình tiếp tục phấn đấu cả một cái thời gian dài sau khi rời ghế nhà trường đến tận bây giờ. Còn cậu học trò nhỏ bé, quê ở xã Hồ Tùng Mậu, học sinh khóa đầu tiên của trường cấp 3 vừa học vừa làm Ân Thi, Lê Xuân Hiền năm xưa, nay đã trở thành doanh nhân thành đạt. Hiện anh là giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy, có nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại đóng tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, với doanh thu gần 100 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng khi nói về mái trường xưa, trong anh lại trào dâng niềm xúc động. Tôi được trưởng thành như thế này, phải nói rằng là công ơn rất lớn của các thầy cô và thế hệ học sinh chúng tôi, đã giúp thế hệ học sinh chúng tôi để có cơ hội phát triển trưởng thành. Ơn thầy, ơn cô dìu dắt chúng tôi trong những bước đầu đời đi vào cuộc sống. Kế thừa thành tích học tập của học sinh khóa đầu tiên, từ đó đến nay, hầu như năm học nào, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn cũng có học sinh giỏi cấp tỉnh. Số lượng học sinh giỏi ngày càng nhiều, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học những năm gần đây đạt trên 50%. Kể từ năm 1997 đến nay, hơn 20 năm liền, nhà trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến
tiên tiến xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong các phong trào thi đua và công tác chuyên môn. Được công tác trong một cái môi trường sư phạm và cơ sở vật chất của trường có thể nói là rất là khang trang so với các trường khác trong tỉnh. Quy mô khuôn viên của trường rất là đẹp. Đấy, thì phát huy những truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi lại tiếp tục chèo lái con thuyền đưa các thế hệ học sinh trưởng thành vững vàng trong cuộc sống. Và trong nhiều năm trở lại đây thì bản thân tôi nói riêng và các thầy cô trong trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn nói chung đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tích cực vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để tạo nên những tiết học bổ ích lý thú cho các em học sinh. Được học dưới mái trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn này thì cháu cảm thấy rất vui và tự hào với một ngôi trường mà có truyền thống 40 năm thì có rất nhiều các giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, và dựa trên nền tảng đó thì chúng cháu xin hứa sẽ học tập và tu dưỡng đạo đức thật tốt để xứng đáng với những gì mà các anh chị đi trước đã để lại và với ngôi trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn này. Cũng từ mái trường này, nhiều thầy cô giáo đã phát triển trở thành những cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo như cô Phạm Thị Lý, sau trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động, thầy Nguyễn Văn Luân trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi, thầy Cù Trọng Khang là Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, thầy Vũ Sĩ Đua nguyên là Phó Giám đốc Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, thầy Nguyễn Văn Khang trở thành hiệu phó trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, thầy Hoàng Đức Hải trở thành hiệu phó trường Trung học phổ thông Phủ Cử, cùng nhiều thầy cô đã phát triển trở thành cán bộ có uy tín ở nhiều lĩnh vực công tác khác. Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng phát triển của nhà trường, thì thầy vai trò nhà trường, chúng tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết 29 của Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Đặc biệt, chúng tôi tổ chức thực hiện thật tốt phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học để thầy và trò đạt được những kết quả trong dạy và học trong năm nay và những năm tiếp theo. Về công tác cơ sở vật chất thì nhà trường tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, có chất lượng, xứng đáng là đơn vị văn hóa của khu vực phía Nam huyện Ân Thi. Vào dịp học sinh cả nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cũng là dịp đặc biệt để các thế hệ thầy trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Các thế hệ giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn ở mọi miền đất nước sẽ hội tụ về mái trường xưa để cùng nhau hồi tưởng những kỷ niệm còn in sâu trong tâm trí mỗi người và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ngôi trường đã nâng niu đôi cánh ước mơ để bay cao, bay xa và thành đạt ở những vị trí công tác khác nhau. Nhưng hình ảnh mái trường xưa, thầy cô giáo cũ vẫn luôn trong tâm trí họ. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi lắng đọng trong ký ức mỗi người là niềm tự hào về nền tảng vững chắc cho các thế hệ thầy trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn hôm nay tiếp tục vươn lên để đưa đây mãi là địa chỉ giáo dục tin cậy, đào tạo ra các thế hệ học trò chất lượng cho quê hương, đất nước.